Khang Hy Entertainment đã trở lại. Sân khấu hoành tráng, dàn dựng công phu, chuyên nghiệp, ấn tượng. Khang Hy Entertainment xin trân trọng thông báo buổi ghi hình ngày 29 tháng 6 năm 2020. Ca sĩ Phương Trần. Sổ lòng rồi bay về tử là quê người bỏ ta. Ôi đi đi ngoài phố. Ca sĩ Như Phượng Diệp Phi Phi. Người đi đi ngoài phố mây dấu chân là ca sĩ Thoại Nhân Hồ Phương Liên. Thương nhớ muôn kiếp tròn nhớ thương, thấy người xưa kia gặp không may. Ca sĩ Hoa Hậu Kim Hoa Phú Quý Phụng Thành. Giận lắm cũng đành ru lại câu họ thề chuông chùa làng xa chiều lại vắng. Ca sĩ Lâm Minh Khôi Quân Bảo. Môi ấm tình thương, bát cơm rau thắm mối tình quê. Có con trâu, có nương dâu, thiên đường này mơ ước bao lâu. Ca sĩ Thảo Nghi. Khói châm luôn đắng cay đau khổ cùng cưng. Khói chua lấy những muôn phiền, khói những nỗi lo hoài. Lẽ đưa hay mến xuôi theo từ trong theo. Ca sĩ Đồng Chinh. Xa xa thành phố, tôi thấy dáng anh buồn đôi mắt nhớ xa xăm. Vì ngàn yêu thương, anh xếp bút mực xanh băng mình vào sương gió, sống trọn kiếp trai hồn. Em ơi chờ ca sĩ Duy Khoa. Đừng cho năm tháng xóa mờ thương nhớ. Đêm nào chẳng thể đã vang ước hẹn đẹp lòng người đi. Nghệ sĩ Tùng Ngọc Bảy Bích Thủy. Lại xa nhớ từng giọt sao dài, nhớ làn mây trôi nhớ vì mặn đôi môi. Ca sĩ Trúc Thì. Nặng tình xưa ca sĩ Trọng Nguyễn. Đau buồn duyên số mình tìm gặp nhau đơn thức lại tình đau. Buổi ghi hình sân khấu sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 6 năm 2020. Mọi chi tiết xin liên hệ Phương Trần 0988087008.